Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cái clip về thay màn ở con Samsung 40H5203 nha. Đấy. Cái con này thì đây là màn của nó này các bạn này. Nó sử dụng cái cáp kẹp như này. Đấy. Và hai cáp bên này. Đây là màn 40 nhá. Nhắc nguồn nó nằm phía bên này nha. Đấy. Thế thì sau khi mà mình thay sang một cái màn này, cái màn khác 40 khác, lại khác nha, thì cái chắc nguồn của mình nó lại nằm ở vế bên này, nằm vế bên này. Thế thì để giải quyết vấn đề đấy, chúng ta dùng cái bộ chuyển này nhé. Bạn thấy không ạ? Để chúng ta chuyển nguồn. Đấy. Chuyển nguồn. Bạn thấy không? Nguồn từ đây. Bên này. Đấy, nó đưa lên đúng vị trí của bên kia, bên trên nhé. Cái bộ đảo nguồn này. Thế thì sau khi chúng ta sử dụng có được cái bộ đảo nguồn này xong thì hình ảnh của chúng ta nó lại bị hiện tượng bị lem ảnh các bạn. Đây. Lem ảnh, hay chúng ta bật lên. Các bạn thấy không ạ? Lem ảnh và bị sệt thế này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào Civic để chúng ta chỉnh cái này nha các bạn nhé. Đây nha các bạn nha, để tiến hành vào Civic thì chúng ta tiến hành mở nguồn lên và chúng ta sử dụng cái điều khiển Civic nha. Điều khiển Civic đặc điểm để nhận dạng nó có chữ Factory các bạn thấy không ạ? Hoặc là chữ Only for Civic này. Các bạn ấn Info và Factory để vào nhé. Bây giờ mình sẽ ấn này. Mở nguồn cái, quên chưa mở. Các bạn thấy không ạ? Bây giờ hình ảnh của mình đang bị lem đúng không? Đây các bạn nhìn chữ analog nó bị lem này. Này, các chữ bị lem hết này. Hình nhiễu nó không được tròn nhiễu. Đấy. Bây giờ mình sẽ ấn Info Factory nha. Đây, nhìn vào đây. Ấn hai phím này. Chúng ta ấn, chúng ta đợi một lúc. Trên màn hình nó sẽ xuất hiện một cái bảng, các bạn thấy không ạ? Cái bảng này thì chúng ta sẽ chọn, nếu mà cái này nó mờ lắm này, mình không nhìn thấy rõ này, chúng ta sẽ chọn cái mục mà option nhé, option chọn cái đầu tiên, ok. Đấy. Sau chúng ta kéo xuống dưới cái chọn cái dòng mà có chữ MRT option, kéo xuống dưới nhé, xuống dưới đúng cái dòng đấy. Đấy, MRT option là sáng các bạn ạ, về chúng ta ấn ok. Đấy. Xuống dưới này chúng ta có rất nhiều các cái thông số chỉnh trên này này. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta nhìn không rõ đâu, nhưng mà các bạn nếu mà trường hợp mà nhìn còn rõ thì các bạn chọn cho mình cái phần nào mà có chữ LVDS thì các bạn chỉnh vào. Thì trong cái dòng này đúng không ạ? Đây các bạn nhé, LVDS là cái dòng này này các bạn nhé. LVDS này mình làm quen rồi thì mình nhớ, các bạn kéo xuống. Đấy. Đây nó đang như này đâu, chúng ta sang trái sang phải cũng được, miễn khi nào nét thôi. Đấy các bạn thấy ạ. Lúc này chúng ta đang chọn là Vesta này, nó đang nét này. Tiếp tục thử xem là 19 in này. Không được, chỉ có Vesta. Hoặc là DPP gì này. Rồi chúng ta chọn Vesta cũng được, cứ nó nét là được, đúng không ạ? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái bảng này nhé. Đấy, đây chính là toàn bộ cái bảng này của nó này. Đấy, khi bây giờ là chữ nó nét hết rồi đúng không ạ? Chúng ta không nên chỉnh vào các cái lằng ngoằng khác nhé. Bởi vì là khi mà chúng ta không biết chỉnh, chúng ta chỉnh vào là sau này mai là hỏng luôn đấy. Là chúng ta lại phải nạp lại phần mềm đấy. Đấy. Và ở trong này chúng ta có cả phần để chỉnh ngược ảnh, rồi ngược ảnh, rồi các thứ ảnh ngược trái phải, rồi trên dưới, đó chính là HB Flip này và FRC HB Flip này. Đấy, kiểu mấy cái này này, mấy dòng này, HB Flip này là mấy cái dòng để chỉnh trái phải này, trên xuống này. HV là thường là trên xuống. Đấy. Thì đây là các cái thông số của nó các bạn. Đấy. Để lưu lại thì chúng ta tiến hành, chúng ta ấn ok và chúng ta tắt nguồn là được, tắt nguồn là được. Còn chúng ta muốn trở về menu trước thì chúng ta ấn nút menu này, nó sẽ trở về cái vừa rồi này. Đây. Đấy. Con này là mình đang sử dụng cái model là 40D6A F0S. Chúng ta chỉnh cái này đôi khi nó sẽ hết lem ảnh này, nhưng mà ngược lại thì sau chúng ta nó sẽ gây ra hiện tượng là wifi không vào được, hoặc là tiếng ảnh hưởng đến đường tiếng các thứ vân vân. Đâm là chúng ta không nên chỉnh nhé, chúng ta cứ chọn cái dòng mà MRCE option này
Rồi bây giờ chúng ta ấn OK nha, tắt nha. Đấy. Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta mở lại xem hình ảnh như thế nào. Để mình sẽ cắm cái dây HD bởi vì là có một mình thôi đâm ra. Hơi căng. Các bạn thấy ạ. Đây nha các bạn nha. À, như vậy là hình ảnh của nó không bị lem nữa rồi. OK nha. Các bạn cần thắc mắc cái gì về mấy cái thay màn này thì cứ bình luận dưới cho mình làm cái clip nhé.